đuối rồi. 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 Mệt quá. Mệt quá mọi người. Nhiều quá. Giờ thả bớt đi. Trời ơi. Dơ bộ đồ luôn rồi. Không thấy đường. Cảm ơn. Cảm ơn em. Nhỏ quá. Bác nói nhỏ thả. Một láo lửa miếng bự thôi. Ốc này là ốc nhỏ. Ốc gạo á. Trời ơi, đàn nhóc ở dưới luôn nè mọi người. Quá trời luôn. Chờ Mỹ Tú, ừ, em nhắc chị mới nhớ. Một lát mất tiêu vàng hết luôn nha. Cái đôi bông còn không đây? Nãy giờ lặn hộp với ao. Trời ơi, bữa nay đâu có tính đi bắt ốc đâu. Chèo chèo trên mương thôi, sao lọt với ao luôn. Té dưới luôn, hụt đầu luôn. Mà không biết lần này có luộc không nha. Bắt ốc nhiều lần lắm. Bắt xong rồi, đem thả. Thương nó thả lại. Cái kia này luộc ăn đi. Lát kêu bà chị có lựa con ốc nhỏ ra. Lựa ốc nhỏ thả. Cái ốc bự quá. Không phải con ốc này nó nhỏ nhỏ vậy mọi người. Mấy con này thì con ốc bu. Nó điển to. Mấy con này là ốc gạo. Chào Diệu Linh Vlog. Bởi vậy trước khi đi bắt ốc á mà dưỡng kem, ủ kem đồ hết, lấy bộ đồ bà ba dài mặc để ủ kem. Tự nhiên tính đi hái rau thôi à. Đi ăn bắt ốc luôn. Còn nhiều lắm. Mà bắt có biết có ai ăn không? Bắt nhiều. Bắt xong về không dám luộc. Luộc sẽ tội, không dám luộc. Cái giờ xong rồi đem thả chạy xuống. Mấy lần bắt vậy á, giống như quay video cho đẹp thôi. Rồi đem thả nhỏ xuống. Sợ tội á. Mà giờ mình về quê mình ở rồi mà. Phải sống theo cảnh quê chứ sao giờ. Hay sao? Cho mọi người xem. Ví dụ. Còn nữa đó mọi người. Ở bên đây rồi mà. Nãy giờ mọi người bắt bên đây. Mọi người bắt mới bắt ở bên đây. Được một thao. Đây mọi người lưu của Vĩnh Khánh.